Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 25 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vẫn chưa có quyết định khai trừ Đảng, chủ tịch huyện Cô Tô bị tố hiếp dâm. Ủy ban kiểm tra tỉnh Quảng Ninh vào ngày 23 tháng 11 thông báo hiện đã đình chỉ công tác với ông Lê Hồng Sơn, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô để tiếp tục điều tra làm rõ việc ông bị tố cáo vì cưỡng hiếp một nữ cán bộ phụ nữ nhưng chưa quyết định khai trừ ra khỏi Đảng. Truyền thông nhà nước dẫn tin từ Ủy ban Kiểm tra tỉnh Quảng Ninh cho biết, việc báo cáo đề xuất kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Sơn sẽ được quyết định khi nào có kết luận chính thức đối với hành vi vi phạm của ông Sơn. Trước đó, vào ngày 11 tháng 11, Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô nhận được đơn tố cáo của bà em, tức là mẹ chồng của nữ cán bộ, về việc ông Lê Hùng Sơn đã có hành vi cưỡng hiếp đối với con dâu của bà. Sau khi nhận được báo cáo của huyện Cô Tô, tỉnh ủy Quảng Ninh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Hồng Sơn để xem xét kỷ luật do có biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức và vi phạm vào những điều đảng viên không được làm. Đây là hình ảnh ông Bí thư Đảng ủy huyện Cô Tô Lê Hồng Sơn, sinh năm 1982, quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cũng đang tiến hành điều tra, xác minh đơn tố cáo về hành vi của ông Sơn, nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận cho sự việc. Do đó, sau khi có kết luận chính thức mới tiến hành xem xét hình thức kỷ luật cụ thể theo quy định của pháp luật. Trước đó, các báo của Việt Nam cũng đưa tin rằng Bí thư Huyện ủy Cô Tô Lê Hùng Sơn bị tố là hãm hiếp có tổ chức một phụ nữ đã có chồng sau bữa tiệc rượu. Chồng của phụ nữ này bị hãm hiếp là công an huyện nên đã báo cáo ngay cho lãnh đạo tỉnh. Vì thế, vụ việc đã bị điều tra ngay trong đêm sau khi xảy ra vụ hãm hiếp. Theo bà em kể lại, con dâu của bà mới được tuyển vào làm cán bộ văn hóa tại một cơ quan của huyện, còn chồng thì làm công an huyện. Vào ngày 10 tháng 11, con dâu của bà được triệu tập đi liên hoan, ăn uống, giao lưu tại một đơn vị đóng trên địa bàn. Trong thực rượu, con bà bị ép uống khá nhiều nên say, lúc trên xe về phải gục đầu vào một chị đồng nghiệp đi cùng. Đến tầm khoảng 18 giờ cùng ngày, chiếc xe chở đoàn đến trước cửa một khách sạn gần cảng thị trấn. Sau đó mọi người xuống xe đi vào trong khách sạn. Trên tầng 2 lúc này đã bố trí sẵn một phòng hát karaoke. Mọi người đi vào thì con cô được một chị đi cùng đưa vào trong nhà vệ sinh để nôn. Xong con cô ra ngoài phòng vệ sinh nhắn tin cho chồng bảo đến đón về thì ông hát. Đến bảo con cô em ra mời cho các sếp vào hát. Con nhà cô bảo em say lắm rồi, giờ mà các anh cứ bắt em hát em ngã không đi được nữa đâu. Sau đấy con cô bị họ lôi vào phòng hát rồi bị ông Lê Hùng Sơn, Bí thư Huyện ủy Tô Cô Tô hãm hiếp, bà em kể. Đây là hình ảnh vào hôm 18 tháng 18 năm 2020, Phó trưởng Công an quận 10, Thượng tá Hoàng Thanh Hà và nữ trung úy Nguyễn Đình Tố Như đã bị chồng cô Tố Như cũng là cán bộ công an cấp dưới của Thượng tá Hoàng Thanh Hà bắt quả tang đang ở trong khách sạn. Hãm hiếp xong, cô gái chạy được ra ngoài, xuống đường mượn chiếc điện thoại của một người bán xăng gần đó, gọi điện cho chồng đến đón. Đồng thời báo gia đình làm đơn tố cáo lên công an huyện bị Bí thư Sơn hãm hiếp. Công an huyện cũng khó xử bởi ông Sơn là lãnh đạo địa phương nên đã bảo cô gái đừng tắm rửa gì để họ báo cáo lên giám đốc công an tỉnh. Ngay trong đêm đó, công an tỉnh đã cử gần 20 người xuống làm việc với ông Sơn lấy mẫu tinh trùng trong người nạn nhân để đi giám định. Đơn nhà cô đã gửi đi khắp nơi, gia đình phải làm cho ra nhẽ, đừng nghĩ ông là lãnh đạo muốn làm gì ai thì làm. Con nhà người ta đi làm việc nhà nước chứ không phải là công cụ riêng để các ông ấy sử dụng đâu. Ông ấy làm với đứa này được thì đứa khác cũng thế. Gia đình sẽ theo đến cùng để bảo vệ danh dự cho con. Còn sai thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chấp nhận đi tù, bà em quả quyết như vậy. Cũng nói về các chuyện tình ái bồ bịch trong quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam thì trước đây cũng có Bí thư tỉnh Thanh Hóa, ông Trịnh Văn Chiến cũng từng mất chức vì chuyện bổ nhí gây dư luận sầm sì trên nhiều báo mạng, mặc dù ông Chiến tuyên bố phủ nhận. Người tình của ông Trịnh Văn Chiến được dư luận bàn tán là cô Trần Vũ Quỳnh Anh, trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa. Đây là hình ảnh Trần Dung Hốt Khê, Trần Vũ Quỳnh Anh được cho rằng là vợ bé của Bí thư tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến với cuộc sống xa hoa. Trước đó, khi báo mạng ngoài lề đăng tải những thông tin nhạy cảm rằng Hốt Kỳ sở hữu nhiều tài sản khủng
này là bồ nhí của bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến và đã có con riêng với ông ta. Cả bí thư lẫn phó bí thư thường trực tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đều công khai lên tiếng bác bỏ. Thậm chí tỉnh ủy Thanh Hóa còn gửi công an văn lên Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin Truyền thông đề nghị xử lý những thông tin sai sự thật về bí thư tỉnh ủy trên các blogger mạng xã hội phản động. Tuy nhiên, lần này thì câu chuyện về bà Quỳnh Anh lại được chính báo chí lề đảng khơi mào. Một loạt các bài báo đã đưa tin về sự thăng tiến quá thần tốc, chỉ có thần tiên mới làm được, của người đẹp xứ Thanh này. Từ nhân viên thường, chỉ trong một thời gian rất ngắn, bà Trần Vũ Quỳnh Anh đã được Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng và liên tiếp bổ nhiệm giữa các chức vụ quan trọng tại sở này. Sau bài báo này cùng với các thông tin lề trái thì bà Quỳnh Anh đã bị khai trừ đảng. Đồng thời, hai quan chức cấp tỉnh cũng bị kỷ luật, đó là ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng. Ông Tuấn đã phải nhận trách hình thức kỷ luật là khiển trách. Còn đương kim Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa, ông Đào Vũ Việt thì phải kiểm điểm sâu sắc. Đây là hình ảnh bên trái là căn biệt thự diện tích tới 350m² trong khu đô thị Bình Minh, thành phố Thanh Hóa, hiện Trần Quỳnh Anh và con trai đang ở. Bên phải là căn biệt thự cao cấp số 94 FEC Sầm Sơn đang được hoàn thiện diện tích 250m², cũng của bà Quỳnh Anh. Theo tài liệu của báo Thanh Niên, bà Trần Vũ Quỳnh Anh sinh năm 1986, thường trú tại số 39 Đàn Xã Tắc, phố Tây Sơn 1. Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa là người khá xinh xắn nên từ hồi đi học và kể cả khi đi làm, bà Quỳnh Anh luôn được bạn bè, mạng xã hội nhận xét như là một hot girl. Thăng tiến nhanh và có tài sản cũng rất lớn. Theo tờ báo Vietnamnet vào hồi tháng 4, dù còn rất trẻ, Trần Vũ Quỳnh Anh không chỉ sở hữu nhiều ngôi nhà trị giá hàng chục tỷ đồng, tính đến năm 2015 mà còn có chiếc Cadillac gần như là độc nhất Việt Nam khi đó. Tờ báo này cũng cho biết chiếc xe sau khi nhập về Việt Nam và đóng thuế, đăng ký, giấy tờ trị giá lên đến 6 tỷ đồng Việt Nam. Theo báo chí lề trái có đăng tin chi tiết về hình ảnh minh họa thì tài sản của hot girl Trần Vũ Quỳnh Anh được mô tả là đó là một căn biệt thự sang trọng tại khu đô thị Bình Minh, thành phố Thanh Hóa, diện tích 350m², một biệt thự cao cấp tại khu du lịch FEC Sầm Sơn 250m², một căn nhà 150m² phố Triệu Quốc Đạt, một quần thể sân chơi tennis cho thuê tại khu vực Hồ Đồng Chiêu, thành phố Thanh Hóa, một căn biệt thự tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, ba xe ô tô dòng cao cấp, trong đó có hai siêu xe Cadillac và Mercedes. Sau đó có tin cô Quỳnh Anh đã xuất cảnh sang định cư tại New Zealand. Mặc dù các thông tin lùm xùm về tài sản và quan hệ với bí thư Trịnh Văn Chiến chưa được xác minh. Đây là hình ảnh ông nguyên bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến. Tại phiên thảo luận Quốc hội Việt Nam vào hôm 25 tháng 5, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng khi đó cũng nêu thắc mắc như vụ cô Quỳnh Anh ở Thanh Hóa gây lùm xùm như vậy nhưng bây giờ nghe đâu đi New Zealand. Đây là một điều mà dư luận rất bức xúc. Tôi đã nói nhiều lần về vấn đề này, khi cán bộ có vấn đề chưa được làm rõ thì phải hạn chế xuất cảnh nhưng cuối cùng vẫn để họ rời đi như là một cách trốn chạy trách nhiệm và không để liên quan đến người khác. Dư luận tại Thanh Hóa và cả nước cũng chú ý về tin tức về những khoản tài sản này mà vì Thanh Hóa đứng đầu trong danh sách 10 tỉnh thành có số lượng hộ nghèo lớn nhất Việt Nam. Ông Trịnh Văn Chiến nói với báo chí khẳng định thông tin trên mạng xã hội về tài sản của cô bổ nhí bí thư tỉnh Thanh Hóa là bịa đặt. Sau đó không còn có tin tức gì về vụ việc này vì cô Quỳnh Anh cũng không còn ở Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Quốc lộ 1 qua Phú Yên đang được vá sau cái chết của một cán bộ thị ủy. Sau cái chết của một cán bộ, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra thị ủy chết nghi do xe sụp ổ gà, đoạn quốc lộ 1 Phú Yên đã được vá lại hàng chục ngàn mét vuông. Trước đây từng có người chết cũng vì sụp ba ổ gà liên tiếp và tử vong tại chỗ. Người nhà của nạn nhân vào hồi năm 2018 cũng đề nghị khởi tố vụ án vì đoạn đường quốc lộ được thi công quá gian dối, gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân, tuy nhiên sự việc trở nên chìm xuồng. Đây là hình ảnh người nhà nạn nhân bức xúc vì đơn vị thi công sửa quốc lộ 1 không có cảnh báo nguy hiểm hoặc lấp tạm ổ gà, dẫn đến cái chết oan ức vô lý. Các lý do đều được quy về nguyên nhân khách quan do trời mưa, do thiếu vốn, chậm tiến độ, v.v. Tuy nhiên, theo các tài xế và người dân
thì chính nhà thầu thi công đã gian dối và sự thiếu minh bạch và trách nhiệm và căn bệnh vô cảm của lãnh đạo đã khiến cho đoạn đường trở thành nỗi đau khổ của người dân lưu thông và gây nguy hiểm đến tính mạng con người suốt gần 5 năm nay. Đến nay thì vụ việc đã trở nên xôn xao sau cái chết của cán bộ thị ủy vào hôm 12 tháng 11 cũng vì sụp ổ gà. Đồng thời ngay sau đó có liên tiếp thêm vụ tai nạn khiến một người bị thương nặng và hai người chết cũng vì đường đi quá xấu. Vào ngày 13 tháng 11, vụ tai nạn xe máy tại km 1355 quốc lộ 1 đã làm bị thương nặng một người. Tới ngày 14 tháng 11, tại km 1350, tại lại vụ tai nạn giao thông giữa xe máy với xe tải làm chết hai người. Thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải cho biết, từ ngày 18 tháng 11, Công ty Cổ phần Quản lý và Sửa chữa Đường bộ Phú Yên đã bố trí 12 mũi thi công sửa chữa bước 1 các vị trí ổ gà, sình lún trên quốc lộ 1 qua Phú Yên. Tính đến ngày 16 giờ 30 phút ngày 20 tháng 11, đơn vị thi công đã sửa chữa được 14.261m2 trong tổng số 41.000m2 mặt đường bị hỏng, đạt 34,78%. Riêng ngày 20 tháng 11, sửa chữa được 1.372m2 mặt đường. Đồng thời, đơn vị thi công cũng tổ chức 10 chốt trực đảm bảo giao thông, hướng dẫn cảnh báo xe đi qua các đoạn hư hỏng trên quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên. Quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên cũng như áo rách vì thiếu vốn hay sao, đây cũng là điều được dư luận đặt ra. Đây là hình ảnh quốc lộ qua đường tỉnh Phú Yên có rất nhiều ổ gà, ổ voi liên tiếp, vá chỗ này lở lét chỗ khác và gây chết người. Đại diện Cục Quản lý Đường bộ 3 nói nguyên nhân chính gây hư hỏng trầm trọng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên là do quá thời hạn trung tu theo quy định nhưng chưa cân đối được kinh phí thực hiện. Trả lời báo chí sau cuộc họp, ông Trần Đức Trung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đường bộ 3 nói rằng trên toàn tuyến quốc lộ 1 dài 120 km qua tỉnh Phú Yên có đến 60-70 km đã vượt quá thời hạn trung tu theo thời gian quy định do thiếu vốn. Đây là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc quốc lộ 1 qua Phú Yên hỏng nặng. Đoạn đường này từ khi hoàn thành dự án mở rộng quốc lộ 1 và đưa vào sử dụng đến nay là 6 năm, trong khi theo quy định thì 4 năm là phải trung tu, nhưng đến nay thời hạn quá mà chưa làm là nguyên nhân lớn nhất. Nguyên nhân thứ hai là tốc độ đô thị hóa nhanh và thứ ba là do mưa lớn kéo dài liên tục nên đã phát sinh hư hỏng, ông Trung nói. Ông Trung cho hay Tổng cục Đường Bộ đã giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Dự án Thăng Long nếu thời tiết có nắng phải tranh thủ sửa chữa đường ngay, đến 30 tháng 11 phải hoàn tất việc sửa chữa. Về các vụ tai nạn giao thông dồn dập đã khiến 3 người chết, một người bị thương nặng xảy ra gần đây trên quốc lộ 1 qua thị xã Đông Hòa, nghi là do đường hư hỏng nhưng không được đảm bảo an toàn giao thông. Ông Trung nói rằng tai nạn xảy ra rất đau xót, chúng tôi đau đớn việc này. Đây là hình ảnh nhựa đường trồi lên do chất lượng thi công xấu và gây nguy hiểm cho người lưu thông. Tuy nhiên, ông nói rằng cần phải có kết luận của cơ quan điều tra về nguyên nhân gây tai nạn thì mới xác định được trách nhiệm thuộc về ai. Cũng như lời báo Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, quốc lộ 1 qua Phú Yên gần đây bị hư hỏng rất nặng nề sau những cơn mưa lớn kéo dài đến mức một lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh ví như một chiếc áo rách. Trong khi lực lượng sửa chữa vá chưa xong chỗ hư hỏng này thì nhiều chỗ hư hỏng khác lại tiếp nối xuất hiện, khiến nhiều tài xế, người lái xe rất bức xúc. Theo Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa, gần đây có 3 vụ tai nạn do nguyên nhân chính là vì đường hư hỏng nặng nề. Sáng ngày 15 tháng 11, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, đoạn quốc lộ 1 từ thành phố Tuy Hòa đi thị xã Đông Hòa có rất nhiều điểm hư hỏng, hàng loạt nơi xuất hiện liên hoàn ổ gà, ổ trâu, khiến xe cộ qua lại phải chạy rất chậm dưới trời mưa rất lớn. Đây là một đoạn đường thuộc gói thầu số 26 tăng cường kết cấu áo đường dự án mở rộng quốc lộ 1 do Ban Quản lý Dự án Thăng Long thuộc Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, được nghiệm thu và đưa vào sử dụng vào ngày 5 tháng 8 năm 2020. Đến tháng 8 năm 2022 mới hết hạn bảo hành. Tuy nhiên, mới sử dụng hơn một năm mà dự án này đã hư hỏng nặng nề. Ủy ban Nhân dân thị xã cũng đã đề nghị chủ đầu tư và đơn vị chức năng khẩn trương sửa chữa những hư hỏng trên quốc lộ 1 đi qua địa bàn, nhưng việc sửa chữa rất chậm. Chỗ này sửa chưa xong thì chỗ khác lại hư hỏng, gây nguy cơ tai nạn giao thông rất cao, nhất là khi trời mưa lớn, ban đêm, các ổ trâu, ổ gà bị nước láng mặt nên người di xe rất dễ bị sa vào bẫy. Đây là hình ảnh các đơn vị thi công sửa chữa thường xuyên,
nhưng mặt đường vẫn nát như ruộng cày, theo báo Dân Trí chia sẻ. Cũng theo báo này vào ngày 14 tháng 11 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam gửi Bộ Giao thông Vận tải, từ khi đưa vào khai thác sử dụng, mặt đường thuộc phạm vi gói thầu 26 đã phát sinh nhiều vị trí bị hư hỏng, ổ gà, sình lún. Mặc dù Ban Quản lý Dự án Thăng Long đã có văn bản chỉ đạo nhà thầu sửa chữa bảo hành, thực hiện chưa quyết liệt, tiến độ khắc phục rất chậm. Đến nay, các hư hỏng này chưa được khắc phục kịp thời, chất lượng công tác sửa chữa không đảm bảo, nên sau khi sửa chữa tiếp tục hư hỏng, lan rộng, tạo ổ gà sâu, nguy hiểm, gây mất an toàn giao thông cho người dân và phương tiện giao thông. Báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã nêu ra như thế. Cũng theo báo cáo trên, diện tích hư hỏng mặt đường của gói thầu hiện nay là khoảng 1.448 m², trong đó 13.2 m² là sình lún, 770 m² rạn nứt, 683 m² ổ gà. Và con đường này được ví như tấm áo rách. Đó là ví von của ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên về tình trạng của quốc lộ 1 đi qua tỉnh này. Không chỉ có gói thầu 26 mà rất nhiều đoạn trên quốc lộ này trải dài từ thị xã Đông Hòa, thành phố Tuy Hòa, huyện Tuy An đến thị xã Sông Cầu bị hư hỏng nghiêm trọng từ đầu mùa mưa đến nay. Bà Phan Thị Linh, một người dân ở xã An Hiệp, huyện Tuy An cho biết quốc lộ 1 trước nhà bà đầy hầm hố, lỗ hàng nên vợ chồng dùng các lốp xe máy cũ bỏ xuống đó để giảm tai nạn. Nhiều người đi xe máy té chỗ này lắm, bị thương rất tội. Chúng tôi mong đơn vị có trách nhiệm sửa chữa cho chất lượng, chứ năm nào đoạn đường này cũng vá đi vá lại, mới hư hỏng thì cứ hư hỏng, bà Linh bức xúc. Đây là hình ảnh báo chí trong nước phản ánh liên tục suốt nhiều năm qua, nhưng quốc lộ qua Phú Yên vẫn là con đường gây kinh hoàng cho giới tài xế. Những ngày trước đây tôi thấy các đơn vị thi công còn đổ đất, đá tạm vào các ổ gà, ổ trâu trên đường, nhưng hai ngày nay không thấy họ thực hiện việc ấy nữa. Nhiều đoạn quốc lộ 1, đặc biệt là từ đèo Quán Cau ở phía bắc huyện Tuy An, đường hư rất nhiều, rất nguy hiểm. Đã có nhiều xe tải, xe khách, xe du lịch gặp tai nạn, mất lái, va quệt, gãy nhíp, nổ lốp vì sa vào những ổ gà này. Ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An cho biết vào ngày 15 tháng 11. Cũng ngày 15 tháng 11, lãnh đạo văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cho hay, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban An toàn Giao thông tỉnh Phú Yên liên tục có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị có trách nhiệm đề nghị chỉ đạo khẩn trương thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông, bố trí đầy đủ biển báo, lực lượng điều tiết giao thông, đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông tại các vị trí bị hư hỏng. Và cần tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy tiến độ sửa chữa triệt để đúng yêu cầu chất lượng của quốc lộ đoạn 1 Phú Yên. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Phương Đồng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Phú Yên, vì trời mưa lớn kéo dài nên các mũi thi công vừa sửa chữa được một phần chỗ hư hỏng này thì lại phát sinh nhiều chỗ hư hỏng mới trên quốc lộ 1. Và cứ như thế, những con đường quốc lộ tại Việt Nam trở thành những con đường đau khổ. Trong khi người dân nai lưng đóng thuế thì các quan chức làm ăn rất thiếu trách nhiệm và nghi vấn phía sau là tham nhũng hối lộ của các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam.